Xin chào các bạn. Thì hôm nay là phần 3 mình nói về vấn đề so sánh giữa Google AdSense và network YouTube. Thì đây là hai người trả tiền chính cho video của bạn. Tùy thuộc vào bạn đăng ký ai trả tiền thôi, nó sẽ có sự khác nhau tương đối. Thì đây mình sẽ làm rõ trước khi hướng dẫn các bạn đăng ký vào cái hình thức nào phù hợp với kênh của bạn. Thì đầu tiên mình sẽ vào cái bài viết này. Thì trong bài viết mình có nói khá rõ rồi, thì có hai loại hình, mình không biết dùng từ gì hết, gọi là có hai nhà trả tiền cho bạn từ video của bạn. Một đó là Google thông qua Google AdSense, hai là network. Thì network nó cũng nói chung là cũng là con của thằng YouTube thôi, nhưng nó sẽ trả tiền và nó tính phí, nhưng mà vào đó bạn sẽ an toàn hơn. Thì mình sẽ nói rõ hơn này. Thì với thằng Google AdSense thì khi mà bạn tạo ra video mà tất cả là do bạn làm, nói chung là video đó là bản quyền là nằm ở bạn, nói chung là bạn không phải sợ ai kiện cáo, ai report hay gắn cờ, nói chung là bạn thì bạn nên đăng ký vào Google AdSense. Tại vì số tiền bạn nhận được nó nhiều hơn so với đăng ký vào network. Thì ví dụ bạn được $100 thì bên Google AdSense bạn sẽ nhận $100, nhưng bên network bạn sẽ nhận được $80. Thì network nó sẽ lấy 20%, 30% hoặc là 10% tùy vào cái kênh của bạn. Kênh bạn càng chất lượng thì nó sẽ giảm xuống dần, hoặc là thời gian bạn đăng ký càng lâu nó sẽ giảm xuống dần. Thì mình nói rồi, nếu bạn có thể chứng minh được những video của bạn là làm do bạn làm ra thì tốt nhất bạn nên đăng ký Google AdSense. Hai hình thức này đăng ký thì rất là nhanh thôi, nên bạn chọn cái nào thì do bạn thôi. Và lưu ý, khi vào Google AdSense thì bạn sẽ gặp những trở ngại như sau. Bên cạnh đó thì cũng có những thuận lợi. Thì với trở ngại á, thì đầu tiên là việc bản quyền của video. Mình thực ra thì video là bạn do bạn làm ra, nhưng mà chẳng may bạn sử dụng cái bài hát của ai đó. À, ví dụ có Sơn Tùng MTP chẳng hạn, hoặc là qua ok ca sĩ nào Việt Nam mà đã đăng ký bản quyền với YouTube, thì bạn sẽ bị tắt kiếm tiền của video đó. Và nhiều lần như vậy bạn sẽ bị cấm kiếm tiền hoặc là chết luôn cả kênh, tùy vào trường hợp thôi. Có rất nhiều loại, thì mình sẽ có một bài viết nói về vấn đề này, thì bạn cứ đọc từ từ sẽ tới. Thứ nhất là về cái bản quyền âm thanh rồi hình ảnh, rồi gặp rất nhiều khó khăn. Thì còn về mặt thuận lợi á, là tiền bạn kiếm từ nó rất là nhiều. Thứ hai là nó cập nhật từng tháng. Ví dụ hôm nay bạn được bao nhiêu view thì ngày mai bạn sẽ, và 12 giờ đêm ngày mai bạn sẽ xem được số view đó là bao nhiêu trong ngày hôm qua, và tổng số tiền nhận được là bao nhiêu, nó cập nhật từng ngày. Còn nếu bạn vào network thì nó cập nhật ở phần trong YouTube thì nó sẽ chậm trễ một chút, ngày 2-3 ngày gì đó. Và ở Google AdSense thì khi bạn đạt được ngưỡng là $100 thì nó mới thanh toán cho các bạn nhé. Một nhớ là $100 mới thanh toán, và hình thức thanh toán thì cũng không có gì gọi là khó khăn. Thì khi bạn đạt được $100, bạn tiến hành bạn sau khi bạn làm và nhận được $10 đầu tiên thì bạn sẽ, nó sẽ gửi mã pin về cho các bạn. Vì thế ở bài viết lần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký về địa chỉ cho cẩn thận, để sau này nó gửi mã pin về thì bạn sẽ nhập vào. Còn nếu bạn nhập cái địa chỉ không đúng thì nó gửi mã pin về không được, thì sau 3 lần gửi bạn sẽ tiến hành xác nhận chứng minh nhân dân. Thì lúc mình đăng ký thì mình cũng ghi rất là rõ, nhưng mà sau này nó cũng gửi về không có được, thì mình bắt buộc sau 3 lần mình xác nhận chứng minh nhân dân thì cũng rất là đơn giản, úp cái chứng minh nhân dân vứt cho nó, hai mặt vứt cho nó rồi xong, trong vòng một nốt nhạc là xong thôi. Thì vậy thì khi đó là xác nhận mã pin, và sau đó việc rút tiền về thì cũng rất là đơn giản. Thì nó sẽ gửi thông tin bằng ra ngân hàng bằng nhận tiền, cái đó mình sẽ cũng nói, sẽ nói rõ sau. Thứ hai là về thằng network. Thì network nó là một hệ thống trung gian giữa phân phối quảng cáo của Google trên YouTube, và nó không liên quan gì đến Google AdSense nhé.
hoàn toàn chả liên quan gì hết. Khi bạn đăng ký network thì bên network nó sẽ trả tiền cho bạn, chứ không phải là bạn bên YouTube. Thì ở đây mình có ghi những lợi ích và những khó khăn khi đăng ký thằng network này. Thì nếu vào Google AdSense thì bạn bị thường xuyên bị gặp những lỗi do vi phạm bản quyền những âm thanh gì đó, thì bên network nó dễ dàng hơn. Thứ hai, thì đôi lúc cái phần trăm, cái số tiền bạn nhận từ quảng cáo nó sẽ cao hơn, do thằng network nó nhận quảng cáo về, nên cái này nó sẽ khác bên YouTube một tí. Thì ngưỡng thanh toán của nó thấp hơn so với cái thằng Google AdSense. Thì bên Google AdSense là 100 đô thì nó chỉ cần 5 đô, 10 đô, thì tùy thuộc vào cái network mà bạn đăng ký. Hiện nay rất nhiều network thì network thanh toán nhận chiết khấu càng thấp thì khó vào hơn so với chiết khấu cao. Thì nếu mà trong một số trường hợp nếu mà kênh của bạn bị chết á, thì thằng network nó vẫn thanh toán cho bạn, tùy một số network thôi nhé. Còn bên GA, bên Google AdSense mà nếu bạn chết kênh thì chết luôn cái tài khoản Google AdSense, chứ không có được thanh toán đâu, trừ khi bạn tài khoản Google AdSense nó bạn đăng ký nhiều nhiều nick thì nó vẫn còn có thể đăng nhập vào được. Thì đó là về lợi ích của thằng net YouTube network nước. Còn về khó khăn là gì? Thì để tham gia thằng Google AdSense á, thì bạn chỉ cần kênh bạn bật lên kiếm tiền và post đại một cái video gì đó, không post cái gì nó còn được nữa. Thì vậy là bạn đã đăng ký thành công rồi. Còn với cái thằng network á, thì bạn tùy vào cái yêu cầu của nó thôi. Ví dụ hiện nay mình hướng dẫn trong cái loạt video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký thằng Quick Group Align. Thì hai thằng này vào hiện nay được rất nhiều YouTube partner ở Việt Nam dùng đăng ký, tại vì nó hình thức nó cũng dễ, với lại việc vào nó cũng không khó, và số tiền nhận thì nó cũng khá khá là ổn định, 80% so với cái tiền bạn nhận được từ video. Thì để đăng ký hai thằng này thì bạn cần có 10 lượt theo dõi ở kênh và 1.000 view trong vòng 30 ngày là đủ. Thì ở một số network uy tín lớn của thế giới như Fullscreen hoặc là RBM thì nó yêu cầu cao hơn. Chẳng hạn một ngày bạn phải có 5.000 view, chẳng hạn sức bạn phải trăm sức trở lên, đó kiểu như vậy. Thì nó càng uy tín thì nó yêu cầu càng cao hơn. Thứ hai là số tiền bạn nhận được sẽ bị mất chiết khấu từ 20 đến 20%, là mình nói rồi, và việc trả tiền nó sẽ chậm hơn một tháng. Ví dụ tháng này tháng 1 bạn đăng ký kênh, đầu mùng 1 tháng 1 bạn đăng ký kênh đó, đến mùng 1 tháng 2 bạn vẫn chưa được tiền. Khi mà bạn đến mùng 1 tháng 3 thì bạn mới nhận được tiền, có nghĩa là 2 tháng, lúc đầu là 2 tháng thôi, còn tháng sau bắt đầu tính 1 tháng 1 tháng. Thì nó hơi chuẩn một tí, nhưng mà vào network thì nó có một số an toàn nhất định. Thì tiếp theo là cái tỷ lệ lừa đảo của một số network hiện nay cũng khá là phổ biến. Vào chẳng may mà vào những cái network không uy tín thì làm cả tháng trời nó lừa mất, tháng đó nó không thanh toán thì ngậm ngùi. Thì mình chỉ đăng ký những network nào mà người ta đăng ký nhiều thì mình sẽ giới thiệu với các bạn, chứ mình cũng không dám đăng ký liền những cái network mà chẳng biết gì về nó cả. Thì nói tới đây thì các bạn đã hiểu sơ về hai cái thằng này. Cứ tóm lại, video bạn làm ra, chắc chắn bạn làm ra, đăng ký Google AdSense, video bạn bot lấy của người khác bot lên, nói chung gọi là red group đó, thì đăng ký network là an toàn nhất. Ok, thì nói tới đây thì các bạn hiểu. Thì mình sẽ dừng ở video ở đây, thì ở đoạn video sau mình sẽ nói các bạn cách đăng ký.